Sau đây tôi xin hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ và kỹ năng lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Công việc này chúng ta phải lập sau khi hoàn thành bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp. Và chúng ta có trách nhiệm nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với bộ báo cáo tài chính chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 của năm sau. Ví dụ năm 2016 này thì thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và bộ báo cáo tài chính kèm theo chậm nhất là tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017. Để thực hiện được, đầu tiên mọi người bật phần mềm HTKK lên. Rồi chúng ta lên website giamdoc.net, truy cập quyền thành viên cho học viên và download cái bộ số liệu lập báo cáo quyết toán thuế. Thì bây giờ chúng ta vừa mở bộ số liệu mẫu để lập báo cáo, vừa mở phần mềm HTKK. Chi tiết thực hiện như sau. Chúng ta chọn mục thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đó mình chọn vào mẫu quyết toán thu nhập doanh nghiệp năm, mở ngoặc 03 xẹt TNGN. Như thường lệ, chúng ta xác định năm tài chính. Ví dụ bộ số liệu của chúng ta là số liệu của năm 2016 thì ở ô 5 chúng ta sẽ nhập vào là 2016. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc của năm tài chính chúng ta lần lượt nhập vào là 01/01/2016 và 31/12/2016. Lựa chọn vào mục tờ khai lần đầu. Sau đó đánh dấu chọn vào phụ lục thứ nhất 03-1A rồi nhấn đồng ý. Sau khi chọn đồng ý thì trên màn hình là mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ để lập tờ khai này là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và một số thông tin tra cứu ở trên bảng cân đối số phát sinh. Xin lưu ý là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh chúng ta phải lấy cả số liệu của năm nay và cả số liệu của năm trước. Số liệu của năm trước thì để tham khảo giá trị lỗ hoặc lãi để xác nhận xem chúng ta có được thực hiện chuyển lỗ hay không. Đầu tiên chúng ta không nhập liệu trực tiếp ở trên cái mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp này mà chúng ta chọn sang cái phụ lục 031A tab ngay bên cạnh. Phụ lục 031A là phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tức là chúng ta sẽ lấy nguyên số liệu từ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đó chúng ta chép vào đây. Chúng ta sẽ lấy bộ số liệu mẫu. Bộ số liệu mẫu vừa mới download ở trên web về để làm căn cứ lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2016. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thì chúng ta quen thuộc rồi. Xin lưu ý thêm là phần hướng dẫn này chúng ta chỉ hướng dẫn lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở cấp độ cơ bản. Tức là những cái phát sinh, những cái hoạt động của doanh nghiệp mang tính chất cơ bản thôi. Còn các trường hợp khó như là chi tiết về miễn giảm thuế hoặc các trường hợp về điều chỉnh khó thì chúng ta sẽ được hướng dẫn sau. Bây giờ về mặt kỹ năng làm việc thì chúng ta nên làm thế này. Với bộ số liệu ở trên Excel, bây giờ cần phải nhập vào phần mềm HTKK. Nếu mà phải chuyển qua chuyển lại hai màn hình thì nó khó. Vì vậy nên chúng ta đặt hai cái màn hình số liệu đó thu nhỏ lại. Đặt hai cái màn hình ở cạnh nhau như thế này để chúng ta thao tác cho nó dễ hơn. Bây giờ chúng ta chỉ việc copy thôi. Chỉ tiêu thứ nhất ở trên phụ lục 031A, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chúng ta lấy số liệu ở bên kia chúng ta điền qua. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở trên bảng số liệu Excel được ghi nhận bằng 52 tỷ 768. Chúng ta copy qua. Dòng dưới đó, trong đó doanh thu bán hàng hóa dịch vụ xuất khẩu trong kỳ không có hoạt động xuất khẩu, tức là trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đặc thù của doanh nghiệp này là không có hoạt động xuất khẩu. Vì vậy ở ô này chúng ta đặt nhập vào là số 0. Các khoản giảm trừ doanh thu thì theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và sổ chi tiết tài khoản ghi nhận được giá trị hàng bán bị trả lại là 1 tỷ 560 189 800.
thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp không có, bỏ qua. Chỉ tiêu tiếp theo, doanh thu hoạt động tài chính. Chỉ tiêu tiếp theo là chi phí tài chính bằng 2 tỷ rưỡi. Chúng ta cũng copy và dán qua thôi. Trong đó, chi phí lãi vay là 1.257.157.880 đồng. Xin lỗi, vừa rồi chúng ta quên chỉ tiêu giá vốn hàng bán. Chúng ta lấy chỉ tiêu giá vốn hàng bán đưa qua đã. Đến chi phí bán hàng, lấy là chỉ tiêu tương ứng đưa qua. Đến chi phí quản lý doanh nghiệp, tiếp tục mình chuyển qua là thu nhập khác và chi phí khác. Như vậy là chúng ta đã chuyển qua được toàn bộ số liệu từ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sang phụ lục 031A trên báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ở trên bảng số liệu Excel chúng ta thấy là các số liệu về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, lợi nhuận sau thuế là chúng ta chưa thể tính được. Tôi có để vào đây là 3 dấu hỏi chấm. Tại sao lại chưa tính được? Bởi vì chúng ta phải đi điều chỉnh các khoản doanh thu, thu nhập và chi phí theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp, lấy cơ sở là số liệu trên bảng kết quả sản xuất kinh doanh. Sau đó mới tính được ra giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm nay. Và khi tính được bao nhiêu mới quay lại điền vào chỉ tiêu có mã số 51 trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. Sau khi tính được giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ở chỉ tiêu số 51 trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, thì chúng ta sẽ tính được tiếp là lấy lợi nhuận kế toán trước thuế trừ tiền thuế thì ra lợi nhuận kế toán sau thuế. Và sau khi nhập vào xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy là lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên phụ lục 031A ghi nhận khớp với lại báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh là được là 2.978.594.041. Chúng ta nhấn vào nút ghi lại. Nếu nhập đúng, phần mềm sẽ báo là đã ghi dữ liệu thành công. Sau khi ghi số liệu lại thì toàn bộ kết quả chúng ta vừa mới nhập liệu sẽ được chuyển sang chỉ tiêu thứ nhất trên báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, mã chỉ tiêu 1A tên là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. Bây giờ mới là công việc quan trọng đây. Chỉ tiêu A1 được hiểu là lợi nhuận của doanh nghiệp được tính theo kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp và luật kế toán hiện hành. Nhưng đó chưa phải là giá trị để xác định nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp. Và từ phần B của bảng báo cáo kết quả, phần B của bảng báo cáo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho đến tận cùng của cái báo cáo này, thì mới giúp chúng ta tính lại, điều chỉnh các khoản thu nhập, chi phí và chuyển lỗ từ các năm trước chuyển qua, thì mới xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm nay. Thông thường ở các doanh nghiệp nếu làm kế toán thuế một cách đối phó, tức là có chứng từ nào phù hợp theo thuế thì em mới hạch toán, còn lại thì không hạch toán. Trong trường hợp đó thì khi mà lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cứ từ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh có số nào chuyển qua bên này phát, vậy là ghi vào xong luôn, nộp luôn. Ta chuyển sang phần D, xác định thu nhập chịu thuế theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp, bắt đầu từ mã số B1. B1 điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản thứ nhất 1.1, các khoản điều chỉnh tăng doanh thu, mã số B2. Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu mã số B2 là các khoản mà có thể đã lập hóa đơn
đã kê khai báo cáo thuế nhưng chưa ghi nhận doanh thu. Vì theo chế độ kế toán hiện hành, doanh thu được ghi nhận khi mà đã hoàn thành việc chuyển giao hàng hóa dịch vụ giữa người mua và người bán, đồng thời người mua đã hoặc đã chấp nhận thanh toán. Nhưng trong thực tế giao dịch kinh doanh thì nhiều trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn thu tiền của khách hàng nhưng chưa làm gì cho khách hàng cả. Như vậy cái hóa đơn đó thực chất chỉ là một khoản ứng trước thôi. Nếu chiếu theo luật kế toán thì trong trường hợp đó chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu. Nhưng cơ quan thuế, luật thuế thì không quan tâm. Dù đã ghi nhận doanh thu hay chưa ghi nhận doanh thu, đã xuất hóa đơn báo cáo thuế xong thì anh phải nộp thuế. Ví dụ, tại ngày 25 tháng 12, doanh nghiệp ký một cái hợp đồng là 100 triệu. Khách hàng ứng trước cho 30% nhưng khách hàng yêu cầu là phải xuất hóa đơn cho khoản 30% đó, tức là tương đương 30 triệu. Thì doanh nghiệp sẽ tiến hành xuất hóa đơn có giá trị 30 triệu đó, giao cho khách hàng và nhận trước số tiền 30 triệu. Nhưng rõ ràng ở thời điểm đó là thời điểm doanh nghiệp chưa thực sự giao hàng và chưa hoàn thành việc giao hàng cho khách hàng, cho nên chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Kế toán làm việc một cách cẩn trọng, tức là không định khoản vào tài khoản 511 cho hóa đơn đó. Nhưng vì theo quy định của báo cáo hóa đơn thì khi phát sinh hóa đơn chúng ta vẫn phải lập báo cáo kê khai thuế giá trị gia tăng. Và trong trường hợp đó, giá trị 30 triệu của hóa đơn đó cả tiền thuế là 33 triệu được xem là một khoản điều chỉnh tăng doanh thu. Chúng ta tổng hợp toàn bộ các giao dịch dẫn đến tăng doanh thu, điền vào chỉ tiêu số thứ tự 1.1 mã số B2. Ví dụ như trường hợp tôi vừa mới nêu thì chúng ta chỉ việc nhập vào đấy là 100 triệu thôi, à xin lỗi 30 triệu thôi. Thế nhưng nếu có một khoản điều chỉnh tăng doanh thu thì chúng ta phải xác định cho bằng được một giá trị chi phí tương ứng với khoản doanh thu này. Vì quy tắc của thuế thu nhập doanh nghiệp là thu trên phần lợi nhuận phát sinh chứ không thu trên doanh thu. Vì vậy ví dụ có khoản 30 triệu đó thì chúng ta chuyển qua phần 2, xác định là chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng, mã số thứ tự 2.2, mã chỉ tiêu B10. Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng 1.1 là các khoản điều chỉnh tăng doanh thu, thì 2.2 là chi phí tương ứng của phần doanh thu điều chỉnh tăng đấy. Nhưng nghịch lý là vì cái doanh thu đó nó chưa thực sự phát sinh, chỉ là doanh thu tính trước, thì lấy đâu ra chi phí? Hoặc chi phí tập hợp nhưng chưa đầy đủ, thì trong trường hợp này chúng ta buộc lòng phải sử dụng phương pháp ước tính. Phương pháp ước tính là chúng ta sẽ lấy tổng chi phí của năm hiện thời chia cho tổng doanh thu của năm hiện thời, xem ra một tỷ lệ là bao nhiêu, rồi ước tính một giá trị chi phí tương ứng. Quay trở lại ví dụ 30 triệu đó, chẳng hạn doanh thu ghi nhận trước của hóa đơn đó là 30 triệu và giả định rằng ta tính được cái chi phí tương ứng với phần doanh thu đó là 25 triệu thì chúng ta sẽ nhập vào chỉ tiêu B10 số thứ tự 2.2 là 25 triệu. Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp, người ta cho phép tính các khoản chi phí tính trước vào chi phí hợp lý để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay. Cái này nó hơi khó một chút, mọi người cố gắng tập trung. Phân tích lại cái ví dụ một chút này. Khi tôi xuất cái hóa đơn 30 triệu đấy thì chi phí ứng với cái 30 triệu đấy là chưa có, đúng không ạ? Đó có thể là chi phí ra vốn, chi phí bán hàng, chi phí này, chi phí khác, vân vân. Thì tôi ước tính cái giá trị có thể phát sinh ứng với cái doanh thu đó. Phương pháp ước tính là chúng ta xem trong tổng chi phí của năm nay doanh thu của năm nay xem bằng bao nhiêu phần trăm. Ví dụ nó bằng là 90% chẳng hạn thì 39 27, chúng ta có 27 triệu tiền chi phí. Nhưng ở đây tôi giả định là tôi xác định được, ước tính được cái chi phí tương ứng với phần doanh thu này là 25 triệu. Tức là trong trường hợp này chúng ta có hóa đơn rồi, chúng ta có kê khai thuế rồi, nhưng chúng ta chưa ghi nhận bên có của tài khoản 511. Vì chưa ghi nhận vào bên có của tài khoản 511 cho nên trong cái lợi nhuận kế toán trước thuế cái kia nó chưa bao gồm khoản 30 triệu đó. Nhưng thuế thì không thu hai lần. Nếu một khoản được xác định là điều chỉnh tăng doanh thu của năm nay thì sẽ trở thành một khoản điều chỉnh giảm doanh thu của năm sau. Tức là giả định năm nay chúng ta có 30 triệu tiền điều chỉnh tăng doanh thu thì sang năm khoản 30 triệu này chúng ta phải trả về vị trí của nó ở số thứ tự 2.1 mã số B9.
Tên chỉ tiêu là giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế của năm trước. Ở đây ta đang nói đến năm nay là có một cái hóa đơn 30 triệu đấy. Thì sang năm, tức là được hiểu rằng chúng ta đã hoàn thành cái việc ghi nhận cái doanh thu 30 triệu đấy rồi. Nếu sang năm chúng ta không loại trừ cái doanh thu 30 triệu đó ra thì vô tình chúng ta sẽ nộp thuế hai lần cho khoản 30 triệu đó. Đúng không? Cho nên ở năm kế tiếp, tức là năm 2017, chúng ta sẽ xác định lại khoản 30 triệu các khoản điều chỉnh tăng doanh thu của năm 2016 trở thành các khoản giảm trừ doanh thu đã tính của năm trước. Đồng thời chúng ta phải trả về cái chi phí năm trước chúng ta đã ước tính là 25 triệu lên chỉ tiêu 1.2, số thứ tự 1.2, mã số B3. Như vậy qua 2 năm thì cái sự điều chỉnh này nó hết, đúng không ạ? Thì đấy là tôi phân tích thêm để chúng ta hiểu được thế nào là các khoản điều chỉnh tăng doanh thu và thế nào là các khoản điều chỉnh giảm doanh thu. Còn nếu trong thực tế số liệu như chúng ta thực hành ở đây nó không có khoản đó thì chúng ta bỏ qua thôi. Mục 1.3, mã chỉ tiêu B4, các khoản chi phí không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản chi phí không được trừ là thế nào? Trong doanh nghiệp như thế nào được gọi là chi phí không được trừ? Chi phí không được trừ tức là hóa đơn, chứng từ và nghiệp vụ chúng ta đã ghi nhận trên sổ kế toán rồi nhưng nó không phù hợp với quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, không phù hợp về tiêu chuẩn của hóa đơn, không phù hợp về điều kiện thanh toán hoặc các cái điều kiện khác của luật thuế. Tức là nếu chiếu theo quy định của công ty, chiếu theo luật kế toán thì ok, nhưng nếu tính theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được. Có một cái ví dụ nhỏ mà tôi hay trao đổi với mọi người. Chẳng hạn như hôm nay công ty mình mua hàng trở về kho, người của công ty không có ai cả, chúng ta đi ra thuê hai người về bốc toàn bộ cái lô hàng đó vào trong kho. Và xong việc thì chúng ta trả cho mỗi người 300 ngàn. Vậy tổng chi phí cho cái việc bốc hàng đó là 600 ngàn. Chúng ta đã hạch toán vào chi phí bằng tiền khác ở trên sổ kế toán. Thế thì rõ ràng khoảng 600 ngàn đó tính theo quy tắc hạch toán là có được không ạ? Được chứ, vì nó có thật, vì đã lập phiếu chi, vì đã hạch toán và được chủ doanh nghiệp phê duyệt như vậy theo quy định của công ty và theo luật kế toán thì nó ok. Nhưng bây giờ với cơ quan thuế thì không được, vì khoản chi đó người ta sẽ yêu cầu là ở đâu, hợp đồng lao động, vụ việc hoặc thời vụ với hai cái ông châu Âu mới đâu. Thế rồi chứng minh thư photo của ông ấy đâu. Trong trường hợp đấy thì khoản 600 đó được hiểu là chi phí phát sinh thật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã hạch toán vào các tài khoản chi phí nhưng không đủ điều kiện để ghi nhận chi phí theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Muốn tìm hiểu chi tiết về các khoản không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta xem kỹ tại thông tư số 78 và thông tư số 96. Ở bất kỳ khoản mục nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ các khoản chi phí bị loại trừ, hay còn gọi là các khoản chi phí không được trừ. Bây giờ chúng ta quay trở lại với bảng Excel số liệu mẫu để chúng ta thực hành đó. Ở phía cuối bảng người ta có cho thêm, người ta cho thêm thông tin thế này: năm 2014 doanh nghiệp báo cáo thuế lỗ là 250.780.587 đồng. Lương nhân viên thời vụ năm 2016 nhưng không có hợp đồng là 215 triệu. Các hóa đơn không thỏa mãn về điều kiện thanh toán trên 20 triệu là 82 triệu. Tức là hóa đơn trên 20 triệu thì chúng ta phải thực hiện thanh toán gì? Không dùng tiền mặt. Người ta cho là trong kỳ đó có một số hóa đơn có giá trị trên 20 triệu nhưng doanh nghiệp không đáp ứng được cái điều kiện thanh toán là không dùng tiền mặt. Thông tin nữa là khấu hao vượt quy định của thông tư 45 về tài sản cố định là 20 triệu đồng. Thế bây giờ chúng ta phân loại ra. Cái thông tin là năm 2014 doanh nghiệp báo cáo thuế lỗ là 250.780.000 đó, thì đó là thông tin để lát nữa chúng ta sẽ thực hiện chuyển lỗ. Còn 3 thông tin còn lại gồm có lương nhân viên thời vụ không có hợp đồng, các hóa đơn không thỏa mãn điều kiện thanh toán trên 20 triệu và khấu hao vượt quy định của thông tư số 45, chính là các khoản chi phí không được trừ theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này hiểu là nếu chúng ta làm kế toán một cách chính thống và minh bạch
thì thực tế trong doanh nghiệp phát sinh bao nhiêu em cứ hạch toán bấy nhiêu, miễn là nó phù hợp, trung thực, hợp lý với hoạt động của doanh nghiệp và đã được giám đốc doanh nghiệp phê duyệt thì cứ hạch toán đầy đủ vào các tài khoản chi phí. Nhưng đến khi lập báo cáo quyết toán thuế thì chúng ta loại trừ nó ra. Bây giờ ta trở lại HTKK với báo cáo quyết toán thuế thì mã số B4, tức là số thứ tự 1.3, các khoản chi phí không được trừ chính là cái chỉ tiêu giúp chúng ta ghi nhận loại trừ các khoản chi phí không được trừ theo dữ liệu bổ sung người ta cho. Vậy bây giờ ta cộng thử xem tổng số các khoản chi phí không được trừ, chúng ta chỉ cộng 3 khoản thôi, còn khoản chuyển lỗ thì chúng ta không cộng. Chúng ta cộng 3 khoản được là 317 triệu đồng chẵn. Thì chúng ta sẽ lấy cái khoản 317 triệu này, chúng ta điền sang chỉ tiêu B4 trên báo cáo thuế. Được chưa? Như vậy các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận sẽ được tính bằng đúng 317 triệu. Tại sao chúng ta nhập số liệu vào các khoản chi phí không được trừ mà nó lại tính ra các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận? Tức là thế này, lợi nhuận để tính thuế thì nó sẽ bằng lợi nhuận kế toán điều chỉnh với các khoản không hợp lý. Các khoản không hợp lý này chính là các khoản bị gọi là xuất toán ra. Trường hợp này là chúng ta tự xuất toán. Còn nếu chúng ta không tự xuất toán thì sau này khi mà trong các kỳ kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cơ quan thuế họ phát hiện ra thì họ tự xuất toán thôi. Đúng không? Và kế toán thì làm việc thì sợ nhất điều này. Sợ nhất là cứ 2-3 năm một lần nó đến kiểm tra thuế. Rồi người ta kiểm ra các cái khoản mà không hợp lý, không hợp lệ này người ta loại ra. Lúc trước thì báo cáo với giám đốc là em làm báo cáo ok hết rồi. Giám đốc cũng yên tâm lắm, đi kể chuyện với anh em bạn bè là mấy năm nay kế toán tôi nó làm không có chuyện gì. Nhưng mà chưa biết được, 3-4 năm sau người ta mới kiểm tra thuế. Và lúc bấy giờ người ta mới đi dò xét các điều kiện của các khoản chi phí để ghi nhận. Và khi phát hiện các khoản không được trừ thế này thì người ta xuất toán ra thôi. Đúng không? Như vậy nếu chúng ta có cố tình ghi vào, rồi một ngày khi kiểm tra thuế, khi cơ quan thuế làm kỹ và họ phát hiện ra thì họ vẫn xuất toán. Vậy ở đây tôi đang bàn đến cách làm đúng. Cách làm đúng là chúng ta tự tìm các chi phí không hợp lý, không hợp lệ theo luật thuế, chúng ta xuất toán nó ra. Và một khoản chi phí được xuất toán ra tức là làm giảm tổng chi phí đi, mà doanh thu, thu nhập thì giữ nguyên. Bây giờ chi phí giảm xuống nó làm cho lợi nhuận tăng lên, đúng không? Mục tiêu kiểm tra thuế của cơ quan thuế là gì? Phát hiện sai sót và cố gắng đẩy cái lợi nhuận tính thuế của doanh nghiệp lên cao. Còn doanh nghiệp làm thì tìm ngoài cách nhỉ, tăng chi phí lên để giảm cái lợi nhuận tính thuế xuống. Cho nên cái quan hệ giữa thuế với doanh nghiệp nó không vui vẻ, nó luôn luôn là như vậy. Chỉ tiêu tiếp theo là thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài. Tức là chúng ta có các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, liên doanh liên kết gì đó. Nếu chúng ta được phân bổ lợi nhuận về Việt Nam, chẳng hạn bây giờ tôi có nhà máy bên Lào, doanh nghiệp có nhà máy ở bên Lào và được phân bổ mỗi một năm vài tỷ về Việt Nam. Nhưng cái vài tỷ đấy trước khi về Việt Nam là đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở bên Lào rồi. Và Lào cùng với Việt Nam có ký hiệp định chống đánh thuế chủng. Thì chúng ta tính xem là cái khoản chuyển về Việt Nam đấy đã nộp thuế ở bên Lào là bao nhiêu rồi, so với lại cái giá trị thuế mà phải nộp của cái khoản tương ứng đó ở Việt Nam là bao nhiêu. Nếu còn chênh lệch thì mới phải nộp, không thì thôi. Chỉ tiêu tiếp theo, điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá trị thị trường đối với các giao dịch liên kết. Thì chỉ tiêu này sẽ hướng dẫn chi tiết trong cái phần lập báo cáo quyết toán thuế nâng cao. 1.6, các khoản điều chỉnh khác, nghĩa là ngoài các khoản trên còn các khoản giảm chi phí, tăng thu nhập, giảm thu nhập nào nữa trong các trường hợp đặc biệt hoặc vụ việc thì chúng ta điền nốt vào đây. Như vậy đến đây là xong. Về mặt cơ bản, cái việc mà điều chỉnh lợi nhuận xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuế. Bây giờ chúng ta kéo báo cáo xuống phía dưới đến phần C. Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bây giờ chúng ta nhìn này, tổng thu nhập chịu thuế ở mã số B12 nó xác định được là 3 tỷ 295.
Mục 3.1 là thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mã số B13 cũng là như vậy. Nếu sau khi chúng ta nhập số liệu vào đây mà thấy rằng chỉ có số liệu ở ô 13 này nó không có số liệu, mà chỉ có số liệu ở ô B12 thôi, thì chúng ta lấy nguyên cái số liệu đó chúng ta nhập vào. Lý do là gì ạ? Nó muốn xác định cả cái hoạt động từ chuyển nhượng bất động sản. Thì đối với phiên bản HTKK này thì nó không còn cái lỗi đó nữa. Nếu như ô B13 nhỏ hơn ô B12 thì nó sẽ tính cái phần còn lại ở ô B14 được hiểu là thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Phần C. 1. Thu nhập chịu thuế, lấy nguyên kết quả ở trên đưa xuống. 2. Thu nhập miễn thuế. Mã số C2 ở phần C cho phép doanh nghiệp điền vào đây cái phần lãi của hoạt động kinh doanh được miễn thuế. Nó nói ví dụ bây giờ công ty tôi vừa bán máy tính, vừa sản xuất và cung cấp phần mềm. Ví dụ thế. Thì có phải trong năm tài chính nó phát sinh cả cái doanh thu từ việc bán máy tính và cả cái doanh thu từ việc cung cấp phần mềm? Trong đó theo luật thuế hiện hành thì doanh thu và lợi nhuận gì? Từ hoạt động sản xuất và cung ứng phần mềm làm miễn thuế trong 4 năm đầu, rồi giảm tiếp gì? 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có lãi. Ví dụ trong trường hợp đặc biệt đó thì ta phải xác định riêng được cái phần lãi của hoạt động sản xuất và cung ứng phần mềm được bao nhiêu thì điền vô đây. Đấy là ví dụ. Còn trong bộ số liệu này chúng ta không có, bỏ qua. Mục 3 trong phần C, chuyển lỗ và bù trừ lãi lỗ. 3.1, lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh được chuyển trong kỳ. Đây là báo cáo năm. Theo quy định của luật thuế hiện hành, doanh nghiệp được phép chuyển lỗ liên tục trong thời gian 5 năm. Có nghĩa là nếu ở năm từ năm 2015 trở về đến năm 2010, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, từ năm 2011 đến hết năm 2015, doanh nghiệp mà bị lỗ thì được phép chuyển toàn bộ cái lỗ của 5 năm trước đó để bù trừ với cái lãi của năm nay. Như bộ số liệu ở đây, chúng ta nhìn thấy rằng là lãi của năm nay theo như ghi nhận của kế toán là 3.295 tỷ, tức là gần 3.3 tỷ. Nhưng số thuế chúng ta phải nộp sẽ ít hơn khoản này, ít hơn cái khoản cái lợi nhuận tính thuế sẽ ít hơn cái khoản 3.2 tỷ này. Lý do là vì sao? Chúng ta trở về cái bảng Excel số liệu mẫu. Chúng ta thấy là năm trước nó bị lỗ bao nhiêu ạ? Năm trước doanh nghiệp này lỗ 1.218 tỷ. Và năm 2014 thì lỗ 250 tỷ. Năm trước tức là năm 2015, có đúng không? Vậy bây giờ nó sẽ được phép là lấy cái lỗ của năm 2015 rồi cộng với lại lỗ của năm 2014 rồi mang bù trừ với lãi của năm nay. Bây giờ ta làm nhé. Trở lại với màn hình của HTKK. Bây giờ chuyển lỗ chuyển thế nào? Lấy số liệu nhập trực tiếp vào đây có phải không? Không phải. Mà muốn chuyển lỗ chúng ta phải nhấp vào nút thêm phụ lục, rồi tìm đến phụ lục 032A, rồi chọn đồng ý. Đây là phụ lục 032A, là phụ lục chuyển lỗ từ hoạt động kinh doanh. Bây giờ mở số liệu ra xem. Năm 2014 lỗ bao nhiêu ạ? Hơn 250 tỷ đây. Chúng ta điền qua. Chúng ta copy cái giá trị lỗ của năm 2014 vào cột thứ 3 ở dòng 2014 của phụ lục chuyển lỗ. Số lỗ phát sinh năm 2014 là 250.780.857 đồng. Nhưng vì năm 2015 theo số liệu trên báo cáo cũng lỗ, cho nên giá trị này chưa được chuyển vào đâu. Đây, số liệu năm 2015 lỗ tỷ 2. Chúng ta copy cái giá trị đó. Trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nó thể hiện là số âm, nhưng khi đưa sang phụ lục chuyển lỗ ở trên HTKK thì chúng ta phải thể hiện là số dương.
Như vậy ở dòng của năm 2014 chúng ta có 250.780.857 và ở dòng của 2015 là 1.218.169.944. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chuyển lỗ như sau. Trước khi tiến hành chuyển lỗ, chúng ta phải trở lại cái tờ khai để chúng ta xem lại xem là giá trị lợi nhuận hiện thời đang tính là bao nhiêu. Ở đây giá trị thu nhập tính thuế hiện thời đang tính là 3.295 tỷ. Trong khi đó lỗ của 2 năm trước cộng vào mới có 1.468.950.801. Vì vậy tổng số lỗ của 2 năm trước cộng lại vẫn nhỏ hơn lợi nhuận của năm nay. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ được chuyển toàn bộ số lỗ của 2 năm trước. Chúng ta lấy nguyên giá trị ở cột số lỗ phát sinh các năm trước, điền sang cột thứ 5, số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này. Như vậy là năm nay được phép chuyển lỗ hết của 2 năm trước, cho nên số lỗ được chuyển kỳ sau không còn nữa. Nếu số lỗ của 2 năm này không chuyển hết vào năm nay thì số liệu sẽ còn dư ở cột số 6 và trường hợp đó sẽ được tiếp tục chuyển vào sang năm. Sau khi điền xong số liệu ở cột số 5, chúng ta nhấn ghi. Nó báo thông tin kê khai sai, có muốn ghi lại không? Cứ ghi cái đã. Bây giờ cụ thể xem sai ở đâu. Như vậy lỗi báo sai ở dòng C6 có đúng không? Thu nhập tính thuế sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ C6. Nguyên nhân của việc báo lỗi này là thế này. Là với giá trị tại ô C6, phần mềm nó chưa xác định được là cái giá trị 1.826 tỷ này, tức là sau khi chuyển lỗ đi còn lại 1.826 tỷ thì nó không xác định được là cái thu nhập tính thuế đấy là thuộc loại tính 20% hay 22%, tức là ở chỉ tiêu gì ạ, C7 hoặc C8, nó không biết. Thế bây giờ ta phải chuyển cho nó thôi nhé. Ta lấy nguyên số liệu là 1.826 tỷ đó. Thuế thu nhập phổ thông bây giờ là 20%, thì ta điền nguyên cái giá trị 1.826.643.240 vào ô C8 là xong. 1.826.643.240. Ok, bây giờ thử nhấn tiếp ghi lại xem được hay chưa. Ok, nhắc lại, lấy số liệu ở ô C6 nhập xuống ô C8, tức là lấy toàn bộ cái thu nhập tính thuế áp dụng cho mức thuế suất 20%. Sau đó phần mềm sẽ tự tính được ra thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 365.382.648 đồng. Chúng ta cùng lập có thấy kết quả ra thế này không ạ? Các khoản điều chỉnh khác từ số 8, số 9, 9.1, 9.2 và 11 chúng ta sẽ xét ở trong bài khác. Chuyển sang phần D, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 365, vẫn chuyển số ở trên xuống thôi. Bây giờ thực tế chúng ta đã nộp bao nhiêu tiền trong năm thì chúng ta phải nhập vô. Vì theo quy định hiện hành, thuế thu nhập doanh nghiệp thì hàng quý doanh nghiệp phải tự tính ra cái số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp và nộp vào ngân sách, và quy định rằng giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính phải được nộp ít nhất bằng 20% số thuế cuối năm tính ra. Trong giả định của số liệu mẫu này, doanh nghiệp đã nộp trước 120 triệu trong năm, tức là mỗi quý nộp 30 triệu. Thì ta sẽ lấy số 120 triệu đã tạm nộp trong năm, điền vào phần E, số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp trong năm. Trong năm doanh nghiệp đã tạm nộp 120 triệu, vì vậy chúng ta nhập 120 triệu vào ô E1.
theo quy định của luật thuế, mỗi một kỳ phải tạm tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và không thấp hơn 20%. Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 365.328.648 đồng thì số thuế tạm tính phải nộp là 73 triệu, trong khi đó doanh nghiệp đã nộp được 120, tức là lớn hơn 20%, cho nên sẽ không bị truy thu, không bị nộp phạt, tức là không bị phạt, là phạt cái tiền nộp chậm thôi. Nếu doanh nghiệp nộp thấp hơn số tiền 73 triệu này thì sẽ phải bị tính cái tiền phạt nộp chậm của số thiếu đó. Đến đây là xong. Sau khi lập báo cáo này, chúng ta ghi số liệu lại, ghi dữ liệu thành công. Bước tiếp theo, chúng ta nhấn vào nút kết xuất XML để tạo ra dữ liệu theo chuẩn cấu trúc của cổng thông tin nhận thuế. Chẳng hạn tôi ghi luôn ra màn hình của cái kết quả vừa mới lập xong. Tôi trở ra màn hình để xem kết quả. Muốn xem được kết quả báo cáo thuế này, chúng ta phải cài phiên bản iText viewer mới nhất. Và đây là kết quả chúng ta vừa mới lập.